Mình là Huy từ NiceLine. Hôm nay mình xin được giới thiệu với mọi người một tính năng mới của PowerPoint 2016. Rất mong mọi người sẽ không dừng video khi mình đọc tên nó ra nhé. Vâng, thưa mọi người, đó lại là Morph. Chỉ là một tính năng thôi, nhưng để khai thác hết được khả năng của nó thì không phải là một điều dễ dàng. Ngay trước bữa cơm trưa nay, mình lại khám phá thêm được một sức mạnh mới của nó. Bên cạnh những tính năng chúng ta đã biết như xoay, di chuyển, thay đổi kích thước vật thể hay biến hình, nó còn có tính năng rất là khủng nữa, đó chính là xoay 3D. Vâng, mình xin nhắc lại, ra xoay 3D. Ok, mình xin được phép bắt tay vào thực hành luôn. Mình có slide đầu tiên ở đây là slide có một chứa một hình vuông. Và để sử dụng Morph một cách tốt nhất, chúng ta sẽ nhân đôi nó ra. Mình sẽ di chuyển hình vuông sang bên này và chọn vào Morph. Và như chúng ta biết thì hiệu ứng nó sẽ là hình vuông di chuyển từ bên trái sang bên phải như thế này. Bây giờ mình sẽ thử thay đổi cài đặt 3D của hình này nhé. Mình sẽ mở bảng Format Shape ra, chọn vào cái hình ngũ giác này và tìm xuống 3D Rotation. Ở đây chúng ta sẽ có 4 tùy chọn quan trọng, đó chính là góc quay của 3 chiều và luật xa gần. Bây giờ mình sẽ thử thay đổi một thông số nhé. Mình sẽ thay đổi góc quay của chiều X, mình sẽ xoay nó như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng preview lại xem hiệu ứng nó sẽ thay đổi như thế nào nhé. Mọi người có thể thấy nó sẽ xoay từ góc 0 độ sang góc 285 độ theo chiều X như thế này. Bây giờ mình sẽ thử thay đổi nốt hai thông số còn lại xem sao. Mình sẽ thử góc quay của chiều Y và thay đổi góc quay của chiều Z, và chúng ta sẽ cùng preview lại hiệu ứng xem nó sẽ thay đổi như thế nào nhé. Đó, một lần nữa chúng ta lại phải thốt lên, PowerPoint thật tuyệt vời, phải không ạ? Ok, đó là ví dụ cơ bản nhất của tính năng xoay 3D này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua một số ứng dụng của nó nhé. Đầu tiên, chúng ta có thể khéo léo xoay và sắp xếp những hình vuông tạo thành một khối lập phương như thế này và tạo hiệu ứng Morph cho nó. Chúng ta sẽ cùng xem nhé. Nó sẽ tạo ra một hiệu ứng khá là thú vị như thế này. Ở slide tiếp theo, mình sẽ di chuyển các mảng của khối lập phương ra ngoài slide và đặt tiêu đề slide ở giữa như thế này. Mình sẽ thử chạy hiệu ứng nhé, nó sẽ tạo ra hiệu ứng BOOM khá là ấn tượng cho tiêu đề của slide như thế này. Còn đây là một khối lập phương thực sự, mình sẽ nhân đôi slide ra và xoay nó như thế này. Đó, lật nó lên. Ok, và bây giờ mình sẽ thử chạy hiệu ứng nhé. Đó, nó sẽ xoay 3D như thế này. Tương tự, chúng ta cũng có thể xoay 3D cho cả chữ nữa. Mình sẽ thử nhé. Mình sẽ xoay nó như thế này. Ok, rất đẹp và mượt mà phải không? Ứng dụng vào thực tế, chúng ta có thể tạo ra hiệu ứng xuất hiện cho tiêu đề một cách khá là ấn tượng như thế này. Đó. Và nếu bạn là một người giỏi vẽ trong PowerPoint, các bạn có thể tự tạo cho mình những vật thể 3D như thế này. Và mình sẽ thử xoay cái bàn mình vừa vẽ nhé. Đó, rất là hay đúng không? Đó, mọi người có thể thấy một cái cốc của trên cái bàn như thế này. Rồi, chúng ta sẽ cùng chạy hướng xem sao. Wow, không thể tin nổi đúng không ạ? Và mình còn một vật thể ở đây nữa, đó chính là cái đầu của Optimus. Và chúng ta sẽ cùng chạy xem hiệu ứng 3D như thế nào nhé. Wow. Rồi, cuối cùng chúng ta cũng có thể tạo ra những hiệu ứng 3D cho biểu đồ của chúng ta. Chúng ta cùng xem hiệu ứng nhé. Đó, chúng ta có thể nhấn mạnh số liệu của năm cuối cùng như thế này, hay là chúng ta có thể tách một phần của biểu đồ hình tròn ra và nhấn mạnh nó bằng hiệu ứng 3D như thế này. Ok, đó là một số ứng dụng của tính năng xoay 3D trong PowerPoint 2016. Nếu các bạn có những ý tưởng khác về tính năng này, mong các bạn sẽ chia sẻ trên fanpage của NiceLine nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.